Monkey BB. Xuống đây uống sữa rồi chơi nè con. Sao kéo kéo thế? Này, hôm nay uống sữa này đi. Nè, để lấy cho con này nè. Mà bếp ăn thỏ nha. Đi dạo cùng với hai ba quân ta này. Ba cầm rồi tí nữa uống tiếp nha. Rồi, con chơi đi. Đang thích chơi. Nào, chào thấp thôi. Thích nha. À, uống sữa hả? Rồi. Bị uống hết luôn hả? Uống hết thì chơi nha. Hai ba con ta ở lại đêm nay đi nhá. Rồi sáng mai hai ba con ta về. Đi nha. Thế rồi. Thế rồi. Đấy. Rồi. Để ba đi bỏ rác mà. Rồi con chơi đi. Chơi đeo chèo khéo ngã nha. Đi chơi cẩn thận nha. Hai con ta ở lại đêm nay nhá. Mai ba về rồi ba còn phải làm công việc của ba nữa. Rồi khi nào ba có thời gian nhiều rồi ba cho Bi đi tiếp nhá. Nhớ chưa? Đấy, bạn thỏ này. Ý. Bạn thỏ thơm cái. À, đúng rồi, ôm bạn thỏ đấy. Đúng rồi, đi chơi đi. Bi cầm quả gì đấy? Nó xem nào, quả gì đây? Ủa, quả này quả trứng mà. Ủa, Bi lấy trứng ở đâu đây Bi? Bi chơi mà lấy trứng ở đâu đây? À, đằng con hả? À, Bi dẫn ba đi xem nào, ở đâu? Đâu, đi. Đâu, dẫn ba xem nào. Ô, có Bi lấy trứng ở đây hả? Ở đây có một ổ trứng vịt chơi luôn đi ạ. Trứng này đúng trứng vịt chơi rồi. Như vậy là tối nay hai ba con ta lại có trứng ăn rồi Bi ạ. Ồ.
Bi giỏi thế. Bi tìm được cả trứng luôn. Đi về lều để với hai con ta nấu ăn nhá. Trời cũng sắp tối rồi. Mai lại có trứng để nấu ăn rồi. Đi đâu, nhanh đi. Đúng rồi, Bi giỏi lắm. Đi đâu Bi, nhanh đi. Này, vào nấu nha. Đi về lều đây. Đây, để vào đây. Để vào đây cho ba. Ba để đây nhá. Để giờ ba đi nhóm bếp để lục trứng ra. Nay Bi giỏi quá. Ừ, để ba cho bạn Thỏ vào lều nằm nhá. Bi có vào lều chơi bạn Thỏ không? Đi, có vào chơi với vào đây chơi bạn Thỏ này. Đây, ba để bạn Thỏ trong đây. Ôi, vào đó chơi nhá. Để ba đi nhóm bếp. Trời sắp tối rồi. Ừ, mày thế. Bi tìm được trứng này có cái ăn rồi. À, Bi, đừng nghịch bẩn nào. Ai, rửa lên rồi. Ừ, chơi đi, đợi trứng trứng để ăn nhá, Bi ơi. Nào, trời tối rồi. Không nghịch nữa nào. Xuống đây với ba này. Ba làm nướng khoai này Bi ơi. Làm đêm nướng khoai. Bi có đói thì Bi dạy Bi ăn. Mai hai ba con ta ở đây đêm nay nhé. Rồi mai hai ba con ta về sớm nhé. Ừ, đúng rồi, có kia bạn Thỏ này. Bạn bảo Thỏ đáng yêu không? Chơi bạn Thỏ thích nha. Ừ, bạn Thỏ này, đúng không? Đấy. Ừ, thơm à. Yeah. Khoai nhớ được rồi các vị ạ. Bà khách ở đây cho ngụy nhá. Ồ, trứng còn sôi Bi ạ. Bi ơi, Bi đây con. À, trứng sôi. Giờ để ba cắp trứng ra luôn nha. Khoai được rồi Bi này. Giờ Bi ăn khoai trước nhá. Rồi đợi trứng thêm lúc mà được rồi ba lấy thôi. Đây, khoai chín rồi Bi ạ. Để nguội đã, từ từ ba bóc thôi. Được bà lấy hết ra nha. Đây. Từ từ đã. Đấy. Được rồi. Ừ, đi ăn khoai nha. Nào ngồi đây bà móc chưa. Đúng rồi, giỏi lắm. Ba bóc nào. Từ từ ba bóc đã. Ừ, ba bóc cho Bi nha. Ừ, ăn từ từ thôi. Ngon không? Đây. Ừ, đi cầm ăn đi. Ừ, nóng nhá, thử đi. Ăn thì ba bóc tiếp. À, khoan ngoan thì Bi ăn đi. Bảo ăn nhá, Bi ăn đi. Ăn hết thì bà lấy nữa. Ừ. Ừ, bạn Thỏ không ăn được. Bạn Thỏ ăn nhỏ. Đi vào đây. Ừ. Cứ cho bạn Thỏ uống chìa sao nhé. À. Rồi.
rồi bà thổ vô á, đi ăn đi. Đi ngồi ăn đi. Trứng à. Trứng được rồi. Đấy, xong rồi Bi ơi. Thì ba để đây. Nguội ba bóc ăn khoai trước đã. Ủa nóng hả? Từ từ. Từ từ ba bóc vô chứ. Đây. Thì ăn đi. Rồi, ngon không? Từ từ ba bóc vỏ ra để ăn nhé. Vỏ này. Bây ăn đi. Anh thấy đi, ba bóc trứng lên nè. Ồ, nóng. Đấy, thấy chưa? Bóc trứng lên của Bi nha. Từ từ ba bóc vô á. À, bóc của ba hả? Mà nóng nóng đấy. Bi bóc được không? Đây. Bi thổi đi kêu lắm. Rồi. Ăn đi để ba bóc tiếp nha. À hết rồi hả? Để ba lấy tiếp nha. Đây, của Bi đây. Đấy. Đây, Bi ăn đi. Ngon lắm nha. Bóc cho Bi nhé. À, đi cái ăn trứng hả? Rồi đi ăn đi. Đó, rồi, ngon nhỉ. Đi ăn đi, ba lấy nữa. À, ba cùng ăn cùng với Bi nhá. Rồi đi ăn đi. Ngon quá. Đi ăn đi. Bi có chú bạn Thỏ ăn với không?